Giáo dân Orange mừng tiến triển phong thánh cố Hồng Y Thuận, tin từ Santa Ana. Khoảng 500 giáo dân gốc Việt cùng dự thánh lễ giỗ và mừng hồ sơ chân phước cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được đóng để chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Hội trường của Trung tâm Công giáo Việt Nam tại Santa Ana không còn một chỗ trống trước 9 giờ sáng thứ Bảy 14 tháng 9 giờ bắt đầu thánh lễ. Thánh lễ do Giám mục Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange chủ tế cùng 6 vị linh mục. Hai nghĩa tử của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là linh mục Nguyễn Đăng Đệ ở Tustin và linh mục Nguyễn Lợi ở Washington DC cùng có mặt để cử hành nghi thức phụng vụ. Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được cử vào chức vụ Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, lãnh đạo Giáo hội Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất năm 1975. Điều Ngài làm thế giới nể phục chính là ý chí và đức tin vững vàng trong 13 năm bị tù Cộng sản. Năm 1994, tại Roma, Ý, Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là giáo sĩ Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm vào chức phụ Phó Chủ tịch và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Trước giờ lễ, ban đại diện cộng đoàn cho chiếu lên màn hình lớn với các thước phim quay từ Roma về quá trình phong thánh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Giáo dân gốc Việt tại quận Cam có thể thấy được không khí của đồng hương mình vào tháng 7 khi nhận được tin hồ sơ của chân phước kết thúc và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo.